đọc lên giùm em luôn. 0604 thưa quý vị. Y hoa chi mà tiếng Hoa. 06 bà đổ đi bóng hồn. 0604 chi quả chữ phú. Thì bà nói gì anh là chữ phú đúng không? Chi quả chữ phú. Không. Ra đi em, ra đi em, thử cái lòng cầu xuống đây đi. Rồi những cái bàn xuống luôn đó. Nghe đây, trời ơi Thi, Thi chịu khỏe vậy Thi. Ba đàn ông, đàn ông bắt ngầu. Rồi, kính thưa quý vị. Rồi, gì vậy? Có ai cần em phụ không đây em, nặng xấu lúc giờ không trúng không ai cần em ta. Thôi đi chơi đi em. Rồi kìa kìa, giờ phụ chị gái đó kìa. Ai nhiều vẻ quá không giờ kịp, giờ phụ những gì ơi. Rồi, và cái bây giờ xin mời vị chúng ta bắt đầu. Giờ số. Ừ, nhỏ nhỏ vậy đó chưa? Kêu vậy à? Số gì ga, số gì ga, số gì đây, số gì đây, số gì ga, số gì ga, số gì đây. Để má nó ra cho khán giả thôi, tụi bay đúng rồi, bay chống ảnh. Bê bê, tướng nào tướng nấy như tập tại. Rồi, hết chưa chưa nè, quý vị là đỡ hết chưa vậy ơi. Con số gì đây mấy, gì đây con 34, 34, 34, 34, 34, 34. 34 34 34 34 34. Số gì đây, số gì đây, con 16. Cái giọng chị hợp hôm nay nha. Con 16. Con 16, con 16, con 16. Con 16. Con 16. Con số 3. Con số 3. Con số 3. Đến phần số kiến tiếp. Con số 3. Con số 3. Hai gì đây? Hai gì? Đến phần số 2. Hai gì đây? 26. 26. 26. 26. Thằng chồng chết rồi. 26. 26. 26 của năm gì đây? 52. 52. 52. 52. 52. 52. 52. Số gì ga? Số gì ga? Các lớp nhỏ. Con 30. Con 30. Con 30. Con 30. Con 30. Con 30. Con là gì đây? 32. 32. Mà kêu người ta đừng mở nhạc mình lại. 32. 32. 32. 32. 32. Quý vị ngủ chưa? 32. Số gì ra? Số gì ra? Ý ông kẻ. Con số 1, ngủ đi con. Con số 1. Con số 1. Con số 1. 10 gì đây? 10 gì đây con? 19. Con 19 gì vậy bác? Là chị đặt nhà, chị ca nhỏ rồi, em la nhỏ rồi. Con 19. Con 19. Con 19. Con 19. Con 19. Con 19. Le le nửa mùa. Le le nửa mùa. Con số 2. Con số 2. Con số 2. Con số 2 hả? Con số 2. Không có 22. Con số 2. Le le nửa mùa. Con số 2. Con số gì ra mấy? Gì đây con số 9. Con số 9. Con số 9. Con số 9 có, xin chưa vé của ai? Cường hơn. Là vé của ai đi người ta lên? Người ta lên. Là vé cường hơn. Thế nên vì con số 9 chỉ đủ đi qua đã vừa đọc giải. Đề nghị cô chú cho mình đừng dẫn sắp lại vé đó Việt nha. Rồi bắt đầu giờ số, số 9. Có 1. 19. Có 2. 34. Có 3. Và 52.
hợp lệ. Thưa quý vị, số 9, 19, 34 và 32 hoàn toàn hợp lệ thưa quý vị. Rồi, và tụi em xin phép được trao tặng phần quà bên ngoài. Còn ngay bây giờ quý vị lấy lắp phiếu và rút thăm may mắn lên quý vị nha. Chúng ta tiếp tục chơi miễn phí chương trình rút thăm may mắn chị. Khoan chị để cái này về đây đi. Chị thay mặt tụi em chị rút thăm tiếp cho tụi em cái nha. Đây, lấy cái thùng đâu rồi, đây. Đây nè. Bây giờ thưa quý vị, đây từ từ. Cứ thưa quý vị, đây là cái thùng không. Cái thùng không nha, tại ngày hôm nay chương trình này làm gấp quá, em chưa mua cái thùng trong kịp. Quý vị thông cảm là em sử dụng cái thùng này là cái thùng không đúng quý vị nha. Cái thùng không có cái gì ở trong đó hết. Và những lá phiếu quý vị giữ một phần. Đó là, đây là quý vị ở dưới, quý vị là phiếu khách giữ. Còn tụi em đây là phiếu bỏ thùng. Chặt đầu mà hả bà đội. Phiếu bỏ thùng quý vị. Và bây giờ tụi em sẽ lấy phiếu này bỏ vô thùng này. Rồi chị gái sẽ rút thăm ra quý vị nha. Rồi bỏ vô. Đó. Bỏ vô rồi sắp điều lên. Và đây là chương trình mà tụi em tri ân quý vị ngày hôm nay thì sẽ tặng quà. Ngày mai quý vị sẽ rút thăm. Nếu ngày hôm nay quý vị không trúng giữ phiếu lại, ngày mai chơi tiếp. Ngày mai giờ tiếp. Hoặc nếu may mắn chúng ta sẽ trúng bao lì xì 500.000 đồng. Còn tới ngày chủ nhật, lá phiếu này sử dụng đến ngày chủ nhật luôn. Và tại ngày chủ nhật quý vị sẽ nhận về cho mình, đó chính là một cái máy tính bảng hoàn toàn miễn phí. Các thi cam nhé. Đây, hoàn toàn miễn phí với việc nha. Rồi, trộm lên chị, bây giờ chị đừng có dừng theo nha. Chị dùng tay này nè, và chị đừng có dừng vô thùng, chị trộm lên giùm em. Rồi, chị chọn giùm em một phiếu nha. Phần thử đầu tiên đó là một con gấu bông nhỏ thưa quý vị. Rồi, chị đọc lên giùm em luôn. 0604 0604 thưa quý vị. Y hoa chim á. Tiếng Hoa. 06 bà nội đi bóng thùng. 0604 chi quả chữ phú. Thì bà nói gì anh là chữ phú đúng không? Chi quả chữ phú. 0604 lần thứ hai. 0604 lần thứ ba. Không. Không có mà giữa tay lớn ông nội. Trời ơi, tôi lấy cái súng của bà cắt thi tôi bắn không à. Cái thứ gì đâu rồi chị? 0604 không có tiền quỷ bỏ. Kêu số chừng nào có người trúng thì tụi em mới nghỉ nha quý vị nha. Rồi, chị chọt tay vô trộm lấy phiếu khác chị. Rồi, tiếp tục đọc lên giùm em. 9884 9884 quán chú bò mì. Tiếng ông nội mà, cái gì kì vậy? Rồi, 9884 lần thứ hai. 9884 lần thứ ba. Chú thưa quý vị, có ai mà giờ không kịp thì mình la lên giùm em nha. Còn nếu không em quỷ nha, có chú ơi. Anh trai ơi, có không? 9884 có không nè? Có thì vô lên giùm em nha. Có không anh? Có chừng anh mơ đó không đi lên luôn. Rồi, 9884 không có thì em tiếp tục quỷ bỏ thưa quý vị. Chị, dứt qua tam chị bút giùm em một phiếu nữa chị nha. Sắp đổi chị tay lên. Rồi, đổi tay. Rồi, chị vẫn không được nhìn vô cái thùng nha. Rồi, hợp vô đó. Tay kia nhiều cái tóc kia. Bóng gắn cái bà cười chết à. Rồi, đọc lên giùm em. 0607 0607 thưa quý vị. Hay, đã có chủ nhân may mắn đoạt giải rồi. Chị khoan, chị chờ chị kiểm tra giùm em. Quý vị đừng dội ra về quý vị nha. 0607, chị kiểm tra giùm em. Hợp lệ một cái là phiếu bỏ thùng, một cái là phiếu cách giữ nha. Rồi, cảm ơn chị lấy quà chị về đi. Đó, rồi vậy là con gấu nhỏ này đã thuộc về chị gái. Lấy nè. Rồi đi. Con này rồi, lấy con nào? Con nâu rồi. Trước khi em về em chọn tiếp một chủ nhân may mắn tiếp theo. Cho phần thưởng tiếp theo là một con gấu bông lớn thưa quý vị. Đây. Rồi. Đồ hồng có nhìn vô em rồi. Em sắp lên rồi. Khoan em ơi. Đừng có nhìn vô. Bật mắt ra là. Rồi làm vô bóc bóc ra một trộn lên. Lấy ra nó phiếu rồi đọc lên em gái. 9941 thưa quý vị. Cửu tứ nhất. Có không anh? Rồi 9941 rồi lên sân khấu giùm em chị ơi. 9941 có không ạ? À? Có không? Mày muốn rồi. Lớn tuổi có chứ đi chơi lô tô mà đeo khiến chưa? 9941 bây giờ từ từ để kiểm tra nha. Quý vị đừng dội ra về quý vị. Kiểm tra giùm em. 9941 phiếu khách giữ phiếu bỏ thùng hợp lệ chị ha.
Rồi cảm ơn chị gái rất là nhiều. Vậy là con gấu nhỏ nó thuộc về chị, rồi chị gái được con gấu lớn. Bây giờ chị tiếp tục rút một phiếu giúp em. Phần thưởng tiếp theo đó là một cái lò nướng tôi quý vị. Mà tính lấy cái iPad mà đưa hả? Cứ thưa quý vị, cái lò nướng nha quý vị nha. Đó, ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà tụi em áp dụng chương trình rút thăm may mắn, cho nên em sổ liên tục 3 món quà. Và ngày mai chúng ta sẽ sổ đó là bao lì xì rút thăm may mắn, bao lì xì 300.000 đồng và 500.000 đồng thưa quý vị. Rồi, hợp tay vô rút tìm một chủ nhân tiếp theo may mắn nha em gái. Phiếu ngày hôm nay mà mình chưa trúng hết, giữ lại ngày mai giờ tiếp quý vị đọc lên nhìn nha. 0498 thưa quý vị. 0498 chiếu quan hẩm bà đèn. 0498 0498 lần thứ hai. Và 0498 lần thứ ba, tụi em xin phép được quý vị, trước mặt quý vị tụi em xé bỏ lá vé. 0498 chúng ta đến với lá phiếu tiếp theo. Rồi chọn tiếp đi cưng. Thì nào có người trúng thì thôi quý vị. Tự nhiên đem ra đây. Rồi đọc lên. 0524 ai 0542 đâu. Em tặng cái núm vú em bé cái bình sữa. 0524 có chị. Kìa có rồi. 0524 rồi lên sân khấu giúp em luôn. Tại ngân hàng Hương Nam xin mời quý khách bước lên sân khấu lựa một chỗ ngồi ổn định để ngồi. Rồi 0524 kiểm tra giùm em. 0524 luôn ha. Rồi đủ, bây giờ mình sẽ trao con gấu lớn cho chị gái. Đây, cảm ơn chị. Rồi mình sẽ trao cái lò nướng. Cứ thưa quý vị, và lá phiếu của quý vị giờ rồi đó, chưa trúng giữ lại ngày mai. Tại vì những cái phiếu thăm may mắn của chương trình ngày mai sẽ bỏ vô chung cái thùng đó luôn. Cho nên là phiếu ngày hôm nay vẫn còn sử dụng cho ngày mai được quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị gặp lại quý vị vào lúc 18:30 tối đêm mai với chủ đề Tuyệt đỉnh song ca. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.